Mẹ ơi, mẹ ơi, con sợ thật. Fan nhí Đạt Villa chửi nhau với TikToker Thắng Út Việt và cái kết đầy nước mắt mới đây, cộng đồng mạng được một fan cười đến trật quai hàm với pha mỏm giữa Thắng Út Việt và một ông cháu là fan ruột của đại gia đình Villa. Ban đầu, ông cháu khá là hăng máu, chửi tới tấp, liên tục hỏi thăm mẹ của Thắng Út Việt. Thế nhưng lại không biết mẹ mình đang đứng đằng sau từ lúc nào. Mẹ nghe thằng con nói chuyện mất dạy, liền xông vào dạy dỗ cho một trận, dọa cho ăn mấy cái bánh bóp nhân tác, nhét cho mấy cái dép vào mồm. Thằng Út Việt thấy vậy còn tranh thủ kể thêm. Hỏi mẹ xem có phải fan Villa không? Hỏi mẹ đi. Ông cháu nghiến răng đáp. Tại sao tao phải nói chuyện với mày? Bản lĩnh thì có, nhưng bị mẹ chửi thì vẫn rén ngay. Ông cháu ấm ức, vừa sụp sịt vừa ré lên. Mẹ đi ra đi xem nào. Thế nhưng mẹ vẫn kiên quyết. Tao không ra, bậy bạ quen thói, nhét cho mấy cái dép vào mồm bây giờ. Cháu ơi. Mẹ ơi. Mẹ hãy đừng bỏ con mà. Con sợ lắm. Ông cháu cay cú không làm gì được, thì thầm mẹ mày nữa rồi tắt luôn. Thằng Út Việt cũng như bao người khác xem video chỉ biết cười đến vỡ cả bụng. Bị mẹ đuổi thì sang nhà anh Đạt mà ở, không cần bố mẹ cơ mà. Hình như còn bị mẹ đuổi ra khỏi nhà cơ. Nina Con và người mẹ vĩ đại. Các bạn nghĩ sao về việc cuồng thần tượng đến mù quáng và sẵn sàng hỏi thăm mẫu thân của người khác như anh bạn trẻ kia trong video? Để lại một bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Đừng quên like, share video và nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi.